Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi sự kiện đảo cô độc nha. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái đoạn đâm bốt trước. Rồi, nếu mà các bạn xác định chúng ta không có lấy được top, các bạn top đâm bốt, thì một lần đánh các bạn đừng nên bỏ hết cả team vào. Dù như bạn, ví dụ ở đây mình xác định mình không lấy được top đâm bốt thì mình sẽ không bỏ hết cả team vào để đánh. Rồi các bạn, mình chỉ bỏ một thành viên thôi nha các bạn. Điều này thì giúp chúng ta sẽ tiết kiệm food để đi khám phá hòn đảo và đi mở các dây leo nha các bạn. Đây các bạn, chỉ cần một vị tướng thì chúng ta đánh vẫn có nhận được phần thưởng. Các bạn cũng có thể thấy là mình nhận được phần thưởng. Sorry, lại bỏ lộn hai con rồi, lại tốn food on rồi các bạn. Các bạn đánh 4 lần. Đối với boss này thì chúng ta sẽ đánh 4 lần để nhận rương. Đó các bạn, chúng ta sẽ tốn 4 lần để nhận rương. Rồi sau đó thì chắc chắn các bạn sẽ tốn một slot. Các bạn sẽ phải tốn một slot để sửa tàu, tại vì nhiệm vụ sửa tàu là bắt buộc rồi các bạn. Các bạn cũng phải tốn slot để câu cá và tốn thêm để chúng ta trồng cây để làm các nhiệm vụ của Mahira đặt ra nha các bạn. Rồi 4 lần đam boss rồi, sau đó thì chúng ta sẽ dùng tài nguyên để mở đường. Ta sẽ mở đường nha, lấy mô tát, mình sẽ không ưu tiên đam boss nữa mà mình sẽ ưu tiên đi khám phá hòn đảo các bạn. Mình sẽ ưu tiên đi khám phá hòn đảo nên mình sẽ dùng các vị tướng này đó để mình mở đường ha. Rồi, còn đối với các bãi quái này các bạn có thể tiết kiệm food bằng cách không dùng full 5 con trên một team. Nói chung là đối với một số team nào mà các bạn đủ lực đánh sớm thì các bạn không cần 5 con. Ví dụ ở đây mình dùng 3 con không gian xem nha các bạn. Mình sẽ bỏ ra một con, mình sẽ lấy lâu san ra. Mình sẽ lấy Abido vào. Abido đang ngồi câu cá rồi. Thay vị tướng khác câu cá các bạn. Mình sẽ thay con khác đi câu cá ha. Rồi, các bạn nên điều chỉnh một team sao cho các bạn chỉ cần dùng 3 hoặc là 4 thành viên là có thể tiêu diệt được 7 quái nha các bạn. Abido của chúng ta còn 7 phút, không đủ để đánh, để xem mình ấy này được không. Tháo ra mình add lại các bạn. 8 sức chịu đựng. Giờ mà tháo ra thì nó sẽ hơi phí ha bạn, 8 sức chịu đựng. Mình sẽ thử dùng 3 con này thử nha.
Ok, nếu mà có albedo thì chắc là dễ đi hơn các bạn. Đối với cái quái thường này thì dễ đi. Ngày hôm qua quên không đi các bạn, hôm nay mình sẽ đi bù ha. Hòn đảo này khá rộng, do đó để ưu tiên cái việc khám phá hòn đảo thì các bạn sẽ giảm lại cái đâm bốt giống như mình, các bạn dùng một con đánh là được rồi. Ta đánh để nhận nhận quà. Rồi sau khi các bạn đánh hết phút thì các bạn có thể tháo ra và các bạn add vào các vị trí còn nhiều phút các bạn, để các bạn lấy team mạnh nhất mà đi nha. Cái con phượng thật sự khó chịu luôn các bạn. Rồi rồi đánh lẹ. Rồi nó lại hồi máu cho sói, lần này thì nó sẽ hồi chậm hơn. Chắc Ezo có dịp giết. Ok, được rồi các bạn. Kể cả cái chiêu ai rồi cũng phải chết đi mà nó cũng hồi là rất nhiều máu cho team. Rồi, lại một rễ cây chặn đường. Ta sẽ tháo nó ra các bạn, sau đó chúng ta sẽ tấn công. Có Abedo thì Aethes nó sẽ trâu hơn, con Ensamai cũng được bảo kê các bạn. Bạn nào có team không gian thì nên dùng ba con đó để đi thì nó sẽ tốn ít phút hơn ha. Lại thiếu 1 phút các bạn, giờ mà tháo ra thì rất là phí. À đúng rồi, sorry các bạn, mình tháo được mà, tháo đâu có bị mất phút. Mình nhớ là tháo nó không bị mất phút các bạn. Đây mình để Abido bên đây, mình sẽ thay bằng một con khác, dù mình thay phượng vào đó thì nó sẽ là 7 phút, còn có nhiều phút đâu. Aeron mình sẽ thay bằng Abido, nó sẽ chuyển thành 39 phút. Mình quên mất cái này các bạn, tháo nó đâu bị mất phút đâu, quên. Sorry các bạn, lâu lâu nó lú các bạn. Còn bạn nào gặp khó khăn chỗ sửa tàu thì chúng ta chỉ cần tới chỗ con tàu của bạn, bấm vào chọn sửa tàu là được nha. Còn cái sự kiện mà 16 ngày đăng nhập chúng ta nhận được cái rương tướng đặc biệt đó các bạn, trừ tai tết thì cái đó các bạn nếu mà có acc clone, nói chung là acc mà lâu ngày chưa đăng nhập vào game thì các bạn có thể lấy cái acc đó đăng nhập vào, sau đó thì chúng ta sẽ nhập cái mã mời trên cái sự kiện của mỗi acc vào các bạn. Còn không thì các bạn cứ chỉ cần chờ đăng nhập tới 16 ngày là được nha bạn. Các bạn không không cần phải, các bạn chỉ chờ đăng nhập được 16 ngày là chúng ta sẽ nhận được quà nha. Không cần phải nhập bất cứ gì hết các bạn. Rồi, mình sẽ đổi đây, à tới sẽ đổi bằng giáp. Lấy con này đổi lại cho à thôi. Này là mình đổi phút để lấy team mạnh nhất đi cho ít tốn tài nguyên nha các bạn. Các bạn thấy có Abydos thì nó sẽ bảo kê cho Ensamma được tốt hơn cái con Ezio. Để xem đánh được không, đánh được đánh lại các bạn. Mình nghĩ là được, Abydos sau rơi vào trạng thái nổi điên đam nó cũng to các bạn. Ok, xong rồi.
Rồi chúng ta có một chuỗi các nhiệm vụ này các bạn, trồng quả. Đó, trồng quả rồi câu cá. Khi các bạn trồng đủ số lượng quả với lại cá các bạn đủ rồi, đủ nhiệm vụ rồi, các bạn có thể ngưng nha, ngưng câu cá với lại ngưng trồng quả để chúng ta tích food để đâm boss, hoặc là chúng ta sẽ đi map nha. Nói chung là đủ đủ mốc nhiệm vụ thì chúng ta có thể ngưng. Rồi hôm nay thì nó mở tới đây thôi các bạn. À sorry các bạn, có đường đi nè, không thấy. Mình sẽ dùng tất cả các phút còn lại để khám phá hết hòn đảo luôn nha các bạn. Rồi tầm này không ổn thì mình sẽ rút AB con Ensama lên lên thằng đầu. Nếu mà ổn thì mình sẽ giữ nguyên nha. Ok qua rồi. Nếu bạn nào mà xác định muốn 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 đam bot lên top á, thì các bạn có thể xếp 5 con vào để chúng ta có thể đam ha. Còn nếu mà không lên top được thì thôi các bạn, chúng ta để dành dành phút để chúng ta đi mở đường. Rồi chúng ta đi khám phá hòn đảo ha. Ngoài Ensama là hết phút rồi, chúng ta tiếp tục tháo ra rồi bỏ lại các bạn. Mình sẽ bỏ một con khác hết phút này. 7732. Của Ensama vào. Tại có mấy cái mình đánh dở các bạn. Ý là mình đánh đánh nhỡ xong rồi mình out ra nên nó còn cứ thiếu một phút ha, chứ không thực sự là vừa tròn nha các bạn. Ok, và sự kiện này cách chơi là như vậy các bạn. Rồi, các bạn cảm thấy video này thế nào, ý kiến của các bạn đã sao thì hãy để lại bình luận bên dưới video nha. Đây là cách đi sự kiện của mình, nói chung là mình sẽ ưu tiên đi khám phá hòn đảo các bạn, tại vì lượng food nó cho là khá là hạn chế, mình sẽ ưu tiên food để đi khám phá hòn đảo hơn là food để đi đâm boss lấy top nha các bạn. Mình đi khám phá hòn đảo là chủ yếu ha. Rồi và video của mình đến đây kết thúc rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và nhấn chuông thông báo để xem thêm các video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt.